Sau đây thì cà phê ngõ có đôi lời quý vị là rất cảm ơn sự có mặt của các anh các chị, các bạn có mặt trong buổi tối hôm nay. Thì vừa qua thì cái không khí của ngày 19 tháng 8 rất là vui và rất là ý nghĩa đã qua đi, và như đã hẹn đến hẹn lại lên ngày hôm nay thì thực ra là đã qua ngày 19 tháng 9, nhưng mà ngõ đã hẹn trước mọi người là hôm nay đến chúng ta sẽ có một buổi nhạc trữ tình. Mà khi nói về buổi nhạc trữ tình thì mọi người đã biết là những bài hát nó mang đậm cái chất về tình yêu, về quê hương, về cái tâm trạng của con người. Thì để cho không khí nó thêm phần đầm ấm gần gũi nhau hơn thì xin mời mọi người cùng đăng ký góp tiết mục văn nghệ hát cho chúng ta cùng nghe. Một lần xin cảm ơn và xin chương trình xin được phép bắt đầu.